trở lại Huế thương, bài thơ khắc trong chiếc nón em cầm trên tay ra đứng bờ sông. Ta đứng bờ sông làm gì? Đâu cá hay là Phương à, đi ra Huế mà em cầm sẽ trên tay sẽ có những lực lấy tình ta buộc. Thôi kỳ quá à. Mình đang nói về Huế mà mẹ. Đó, mình nói về Huế, mình ra bờ sông mà Quân có nhớ ở ở ngay chỗ Huế. Ra bờ sông anh hẹn với em mãi một ngày. Đêm câu trào. Nói gì cho Huế hí. Huế hôm nay đi. Mình ngủ đề tài là Huế hí. Huế hí. Huế. Huế, Huế, Huế. Huế, Huế. Người Nam đó người ta kêu. Nam nó đặt không nổi. Người Nam người ta kêu Huế, Huế á. Huế, 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 Huế. Huế hoặc là Huế, Huế, Huế. Huế, Huế, Huế. Huế, Huế. Còn người Huế á, người Huế của em thì kêu là người Huế. Huế, Huế. Khó mẹ ơi, con thấy cái bài mà ra đứng bờ sông đó hồi nãy á, là con nhớ có một con đường mà mình đi ra, cái đường đó là nó bán rất là nhiều đồ ăn ở chỗ Hội An hả Quân ha? Xong rồi cái nó bán thì đẹp. Nhưng Huế sao mà tự nhiên hỏi cái người An chạy đến Đà Nẵng. Bà bà là mẹ đang nghĩ đến chùa Một Cõi gì đó. Ừ, con đang sống hương sống hương nụi người. Sống hương nụi người. Tự nhiên bà mà nó dắt xuống. Tại vì con nhớ đến cái bờ sông nó có bán nhiều đồ ăn Huế. À đúng rồi. À đúng. Thì cái bánh bánh nậm, bánh bèo, bánh bột lọc nè, rồi xong rồi bánh. Sao bà không ví dụ đi, bà nhớ ở ở dưới cầu Tràng Tiền á, nó có cái một cái con đường nó bán đủ các món Huế đó, ví dụ đi có hả? Không, cái này là ký ức của mỹ nhân. Tại vì trai với mỹ nhân đi 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 Hội An đi. Mỹ nhân là thứ nhất là hát hò. Tại vì dắt xa xa mẹ chứ đâu có dắt gần gần cái chỗ nhà. Mỹ nhân thứ nhất là hát hò, thứ hai là trai đó, chỉ có hai cái đó. Kỳ quá hả? Nó còn đang tuổi yêu mà con cứ gà. Nó đang cái tuổi mới vừa lớn mà. Bella đã có đi Huế chưa? Dạ em đi rồi chị. Đi chỗ nào? Huế nè, Đà Nẵng nè, Hội An nè, Hà Nội nè. Ồ vậy đó hả? Rồi có ăn được cái món Huế gì thích không? À, lúc trước em nhớ đi ra ngoài rất là thích bún bò Huế nè. Wow. Món bún bò Huế đâu ngon bằng cà bún Huế, bún hến rồi. Đúng rồi, bún hến xúc bánh tráng. Thôi ngon. Thôi nhưng em nó không ngon đúng không? Em nó không ngon mà em biết nấu không? Bình thường cái gì nói chung là bún bò Huế chứ gì rất là dễ. Bún bò Huế mua thịt bò bỏ vô là thành bún bò Huế đó, vậy thôi. Ủa vậy tại sao nó là Huế, tại sao người ta nói bún bò Huế vậy nè? Vậy tại sao mình ra Huế mình múc nước sông Hương lên nấu thành bún bò Huế? Ủa vậy sao kỳ quá, sao nó nói gì kỳ cục quá. Bây giờ mẹ nó nói là bún bò Huế dễ nấu. Bây giờ mình bố mẹ con mình nè, ngồi đây nè, mình thi coi là thằng nào. Không quên, xí xa mẹ mà kêu thằng nào luôn rồi. Cái này là phạt rồi. Cái này phạt bắt nấu. Đó. Con xin lỗi là phải bắt nấu. Phải thi luôn, bắt nấu. Đó. Bố mẹ con mình nghe nó nói. Bố mẹ con mình xìm xầm, ai thua sẽ đi nấu. Đúng rồi. Ai thắng cũng thì được sẽ được ăn. Đúng rồi, nó lặn, nó lành dễ sườn. Rồi bây giờ bắt đầu nha. Nhà mình mà bà đã ngược á, cho nên là bà khôn. À. Một, hai, ba. Ủa gì vậy? Trời hay quá. Nó thua nữa rồi. Thích rồi. Chơi lại. Chơi. Chơi lại. Mẹ chơi lại, chơi lại, chơi lại. Chơi lại. 2 3. Ủa. Mẹ chỉ phụ bếp thôi đó nha. Bao la lên nấu đi mẹ người Nam. Rồi. Không có nấu được món bây đó. Bây giờ con xin thỉnh mẹ và Bẹo La. Đúng rồi, tại vì mình sẽ nấu món bún bò Huế để cho thằng Quân biết bún bò Huế ở dưới cái nước sông Hương với lại bún bò Huế cái nước Khang Gình của mẹ nó sao. À. Chắc là nước Khang Gình. Bún bò Huế mà là nước Khang Gình. Đó. À dạ, nước mà coi như là tốt cho sức khỏe phần mẹ. Đúng rồi. Bây giờ dạ, chúng mình đầu. Đi lên để nấu bún bò Huế. Yeah. Yeah. Trời ơi, hai đứa mình thật là sung sướng, hai đứa mình đã chiến thắng và người thua cuộc phải phục vụ hai đứa mình và cô gái xinh đẹp ấy đang đứng một bên. Là bà thích thú mà. Thật ra là Bella rất là thích nấu ăn đó, cho nên là Bella có phải là Bella muốn thua không vậy? Chắc vậy quá. Vậy thì bây giờ Bella, nhưng mà em cũng rất là muốn thưởng thức cái món của anh Quân với chị Vân nấu cho em đó nha. Món gì ạ? Món ăn. Nghe nói là anh Quân làm mấy cái món gỏi rất là ngon á, phải không? Nghe nói thôi chứ chưa biết Đông Quân nấu nghe sao. Nói cà mau Đông Quân ăn là Đông Quân ăn là chạy á. Cuối trời. Nhưng mà xí nha, hôm nay bếp nhà bà Tám lại được tái ngồi với quý vị.
Dạ hôm nay bếp nhà ba Tám xin được gửi đến một món ăn. Một đó món là ăn món đậm bún đa bò Huế mà món... cô Béo La đã thua cuộc và mẹ người mẹ của chúng ta đã trở thành nô tì trong ngày hôm tì, nay. Nô tì xấu ra. Và tí xíu chúng ta sẽ tha hồ mà đi người mẹ của chúng ta. Bây giờ thì Béo La hãy làm đi. Dạ. Béo La ơi, có phải là mình nấu bún bò Huế mình phải có bò? Dạ đúng rồi. Có gân? Đúng. Dạ, đúng. Có bắp? Bắp bò. Đuôi? Dạ. Có cần không? À, đuôi mình muốn có cũng được mà không cũng được. Vậy tại cái sao mình nói cái ờ liền là sao? Cái đó gia giảm hả? Uh-huh. Thịt bò tươi? À, thường là mình sẽ có huyết nữa nhưng mà cái đó cũng được. Tại vì cái mùa này thì em cũng không muốn sử dụng mấy xí nhà Quân thấy. À đúng rồi. Sao? Tại vì thường á là bún bóng bún bò Huế là phải có mắm ruốc Huế. Dạ. Và hôm nay đã có mắm ruốc Huế, hồi nãy cái đèn nó chói quá không thấy mắm ruốc Huế. Dạ. Quân... Mẹ hôm qua mẹ đi chợ nè, mẹ là người thua cuộc cho nên mình phải bỏ hầu bao móc tiền ra, mẹ rất là đau khổ. Đó là đó, bởi vậy. Rất là đau khổ với cái món mà móc tiền. Đúng rồi. Còn Bella phải đau khổ vì việc nấu ăn, còn đúng hai rồi. Đứa mình sẽ đau khổ vì việc được ăn. Đúng rồi. Em thì coi như là cái món bò là thua cuộc rồi đấy. Đúng rồi, tội nghiệp Đông Quân quá, hàng không nó không ăn thích thịt bò gì. Đông Quân không biết ăn thịt bò bởi vì Đông Quân ăn thịt bò. Đông Quân ôi trời ơi, sẽ đau đâu quả chi ơi, đâu, hãy cứu em với, hãy cho em ăn thịt đầu hù. Em nhìn thịt bò là em đã đau đầu rồi. Đau đầu quả Đông Quân. Nhưng mà thôi, à, thật kệ. Sự mà nói mọi ngày hôm nay á là bếp nhà bà Tám muốn chuyển đến quý vị một cái món ăn Huế đặc trưng. Đó là bún bò Huế. Khi mà quý vị ra Huế, quý vị tới cái chỗ mà cái bún bò Huế ngay cái góc cầu Tràng Tiền đúng rồi, sẽ cả. Là một cái món bò Huế Mỹ Tâm đó, rất là ngon. Rồi ha, Sài Gòn cũng có món mình bún bò Huế Thành Chí. Rồi rất rất là nhiều nơi có bún bò Huế nhưng mà bếp nhà bà Tám có bốn món bò Huế Bèo Lạc. Bèo Lạc. Rồi là rồi trước nhất á thì hồi mẹ đã chuẩn bị sẵn những cái nguyên vật liệu cho mình rồi. Dạ. Và cái thịt bò này á, bữa trước á Bèo Lạc nấu cái món gì sắp tới đó thì mẹ nói là mình phải rửa thịt bò với lại muối. Muối gừng. Gừng và rượu. Rượu. Sau đó thì đem luộc lên với lại muối gừng rượu. Thì bây giờ là đã sạch sẽ và đã là một cái nguyên liệu là muối gừng rượu đã rửa sạch và đã trộn sơ tất cả mọi thứ rồi đúng không? Yeah. Rồi bây giờ thì mình làm tiếp cái gì nữa? Bây giờ em đã rửa sạch rồi thì Mỹ em dân đã này, chuẩn bị Mỹ sạch. Dân này rất là có vấn đề nha, xạo dễ sợ luôn. Tôi nhớ là tôi ở nhà Mỹ Dân, Mỹ Dân làm món bún bò Huế rất là ngon nha. Nha, bài đặt hỏi bao la. Không, có nghĩa là mình không hỏi như vậy á để bài mình đặt. Đông Quân làm cho những dân khóc nữa. Rồi, tí lấy nước mắt chan vô. Chan nước mắt cho Đông Quân ăn. Khỏi bỏ môi. Không, mà tại vì Mỹ Dân biết nhưng mà Mỹ Dân cũng phải nói cho mọi người biết chứ, mà Dân phải giả đúng bộ rồi, giả hỏi bộ, cái người giả bộ hỏi mình đi. Mình là người giả bộ chứ không phải giả dối nha. Rồi, giả bộ đi. Rồi thì bây giờ mình xong rồi đó, mình rửa sạch, mình làm sạch rồi đó, mình làm tiếp cái gì nữa? Em đã chuẩn bị sẵn một cái nồi. À, instant pot. Dạ. Xong rồi em sẽ bỏ những cái xương này mình rửa sạch rồi. Em bỏ vô đây em hầm. Bây giờ mình bỏ ha. Mình thấy có củ này luộc với lại cái củ này luộc thì sao, mình có bỏ vô không? Đúng rồi. Cái quên củ này nướng. Nướng để làm gì ạ? Nướng để cho nó thơm. Nè có cái mùi rất là thơm. Có gì thấy không? Ngọt cái nước súp của mình. À. Mới cái nướng thơm mà mình đã tưởng tượng được một tô bún bò rất tây là ngon. Nó có chất dinh dưỡng tốt lắm á quý vị. Nó rất là khỏe mạnh cho phái nam nữa đó. Đúng rồi. Thấy Mỹ Dân thông minh không? Gừng nướng hả chị Bân? Gừng nướng. Mọi thứ đó đều là nướng hết hả? Nướng. Còn cái nguyên một đống đó là cái gì ạ? Ủa, mình bỏ vô luôn phải không? Dạ, bỏ củ hành. Cái này là củ hành tím nướng luôn. Nguyên vỏ luôn hả? Ủa, mình có bỏ cái này vô không? Dạ không chị. Không hả? Cái đó một lát á, khi nào mà mình ready cái rồi nước lèo xong rồi á mình mới bỏ vô. Bây giờ mình Dân đã bỏ cái bắp bò nè, đã luộc rửa sạch rồi nha quý vị. Đã không còn mùi hôi nữa, rất là thơm ngon, tinh khiết. Dạ, xương bò. Tuy là Bella là người nấu nhưng mà Mỹ Dân là cũng phải hiếu thảo với mẹ. Đáng lẽ mẹ phải vô đây nhưng mà Mỹ Dân thay mẹ để làm cái chuyện này. Ta nói xương bò còn gọi là xíu quách đó mọi người. Xíu quách đó. Mọi người thường á, mấy cái ông nhậu á, đi vô. Nè quý vị có đuôi bò nữa nè, thấy không? Ngon chưa? Mấy ông nhậu mà đi vô tiệm á, mà quán bò hay là toàn rồi xong rồi phải không Bella? Dạ, một cái tô xíu quách ra ăn. Trời ơi tôi nhìn tôi thấy nóng lạnh. Ngon lắm á, tại vì nó có nhiều collagen á. Mỹ Dân đi ra ngoài, Mỹ Dân ăn thịt bò ha, Mỹ Dân ăn phở này ha, Mỹ Dân hay kêu một tô xíu quách. Nó có
collagen. Xong bây giờ cắt miếng gân nó bây giờ ăn nó ngon mà nó mềm mà nó thơm. Sao lắm cái bụng nó lên vài lớp mỡ hen. Đâu có đâu nè, vẫn còn ớn lắm đẹp. Rồi bây giờ mình nói sẽ chứ, làm thật sự ra mà nói cái bún bò Huế nó cũng có nhiều cái hay lắm nha mọi người. Đúng trong rồi. Cái công thức của món bún bò Huế thì là nó có những cái nguyên vật liệu này nó kết hợp thành một vị thuốc mà ở cái xứ lạnh như là Huế, mỗi lần mà mùa đông thì cái hàn ở trong người nhiều quá thì mình sẽ nạp cái tô bún bò Huế với một cái tô nóng hổi, mình ăn đổ mồ hôi xuất mồ hôi ra thì nó rất là tốt mình cho bấm cơ thể. Chưa Bella? Đúng rồi đó chị. Thì hình như là Bella bỏ đó, Bella bỏ khoảng 30 phút hả? Đúng rồi. 30 phút chế độ mà súp. Món bún bò Huế không thể nào thiếu cái này. Đúng rồi, đúng có rau nó mới chua. Thơm. Đúng. Cái nó mới ngon, nó mới làm cho mình khỏe mạnh. Tại hình như là nó có nhiều chất dầu trong đó, đúng không? Rồi. Bún bò Huế là phải có chuối, bắp chuối chị ha. Đúng. Tại sao quán? Bắp chuối nó ngon. Nó là đặc trưng của bún bò Huế. Nhưng mà ở Cali thì em thấy hiện nay thấy họ thiếu một thứ. Gì đó vậy? Là rau muống bào. Đúng rồi ha, có rau muống bào thì ngon nữa ha. Thôi Cali thì có nhiêu đây là thấy quý lắm rồi. Tại vì thật vẫn sự có ra rau mà tại vì biết nha. Sao mẹ mua mẹ thốt túng tiền quá, mẹ nói thôi cho tụi bay ăn như đó đủ rồi. Không mà thật rồi. Sự là Bây giờ thì trong khi mình chờ cái đó để nó mềm và mình lấy cái nước súp đó thì Đông Quân hát bài về quệ đi. Quệ hả? Đi đúng rồi, hai nhưng đứa mình mà trong lúc hát thì làm thêm cái gì đi chứ để mất thời gian. Vậy đó đúng rồi. Vậy bây giờ mình sẽ nói em muốn lấy cái chảo này làm cái gì vậy? Em muốn lấy cái chảo này để em làm cái nước súp cho cái nước bún bò Huế. Trong cái lúc mà mình chờ cho cái nước súp của mình nó đậm đà đó thì em sẽ làm cái nước màu với đúng lại rồi. Cái mùi vị đó. Đặc trưng của bún bò đúng rồi. Để em bỏ vô cái nồi cứ làm đi em để nó hương ớt nó hòa hồi nãy bây giờ bỏ củ gừng nè, xong rồi củ hành tím rồi xong rồi củ cái gì màu trắng hành tây nè, bỏ vô nướng rồi đó, bỏ vô đó thì mấy dân cũng nãy có bỏ thêm một cái cục đường phèn nữa nha quý vị, nãy quên đó. Quên đó, mình có nên bỏ vô không? Em bỏ tí đường phèn vô rồi chị. Rồi ha. Chưa? Rồi bây giờ mình sẽ gia giảm thêm. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cho cái này vô mình làm gì nữa? Dạ đúng rồi. Đợi cho dầu nó sôi nó nóng lên em sẽ bỏ tí nữa. Là lớn mà người ta đang nói kìa. Cầu trương tiên sậu vai 12 nhịp chỉ thương nhau rồi anh biết gửi về mô kèo mai tê mà bỗng xế quá cầu chứ bạn con thương bạn chưa biết gửi sâu về nơi mô ai ra xứ Huế thì ra ai về là về núi ngự ai về là về na sông Hương nước sông Hương còn vương chưa cạn trăng núi ngự tìm bạn bay chim núi ngự tìm bạn bay về người tình ơi người tình ơi thương nhớ lắm chi quân thương nhớ vậy? Đúng rồi. Thương nhớ. Có nhiều người ta sẽ hát Huế là thương nhớ lắm chi. Còn Quân thì thương nhớ lắm. Không ạ. Thương chữ nhớ là giống như dây nhớ phải không? Thương nhớ. Đúng không, rồi. Là không được. Thương nhớ. Tự nhiên à. Tự nhiên xuất phát. Thương nhớ. Cái nó ăn trong máu người Huế rồi. Thương nhớ. Rồi. Anh Quân với chị Vân ai là người Huế? Đây. Dạ em. Oh. Em là người Huế. Em là gốc Quảng Trị. Gặp nhưng quan mà trì. Bà ngoài thì một đứa ở Huế bên ngoài. Xí nha, bây giờ Bella quên, nãy giờ Bella làm hai đứa mình lo ca hát nhảy múa, hai đứa mình nãy không biết nó làm. Là em chờ cho cái dầu nó nóng lên nè. Em bỏ tỏi vô, bánh vô và một miếng dầu màu đều vô. Công nhận nha, slow motion dễ sợ. Xả, ta hát hết nguyên bài mà có bỏ có bao nhiêu đó vô mới thôi. Mới nữa, mới có đoạn rồi. Ừ, mới có đoạn, hết bài. Dạ, bà Bella mà bà làm cái món này chắc hát 10 bài một CD.
không, bây giờ tụi mình live stream nè, tụi mình live stream mà hát hết nguyên một, phải nói một một ngày mới xong cái nồi bún bò Huế nha. Bà này mà cho thấy cái món này là phải cay, là bà thua liền. Cái này là cái gì vậy? Mới bỏ vô cái gì vậy? Em bỏ ớt bột. Ớt bột sao nó đen thùi lùi vậy? Dạ, ớt bột. Ớt bột lâu năm rồi mọi người. Ớt bột này là có tuổi rồi. Thường là ớt bột nó màu trắng. Còn cái này là mắm rút Huế nha. Đó, rất là thích cái món mắm rút. Tại sao mắm rút Huế mà mình bỏ vào như vậy mà không phải là mình bỏ thẳng vào mình lọc ra? Nói về cái món mắm rút Huế mọi người. Vậy mình xào cho nó thơm. Nói về cái món mắm rút Huế thì hồi xưa lúc mà cái giai đoạn mà già không có điều kiện á, thì mà cứ mỗi buổi sáng á, làm một chén mắm rút Huế đâm ớt tỏi dắt chanh vô. Trời, là ăn quá. Cơm thôi. Trời là ngon lắm. Ừ, người Huế thường ăn vậy. Ai, trời ơi sao mà cái món và đặc biệt là tất cả những món ăn của Huế luôn luôn có cái hũ mắm rút kế bên để mà nêm mắm rút. Tất cả luôn, canh nè, cái gì mà liên quan tới nước là thơm, cứ nêm một miếng mắm rút thơm, vậy. Thơm. Quá thơm quá Quân ơi, tại sao mà thơm quá. Nhưng mà Quân nghĩ là cái mắm rút mà để xào vô đây đó, nó mất cái mùi mắm rút đặc trưng đó nha. Nhưng mà mỗi người có một kiểu mà, bây giờ đúng bây rồi. Giờ Quân kêu Bella làm thì Bella làm cái kiểu của Bella, ok? Còn Du muốn làm không? Du vô Du làm. Thôi, có. Thôi. Du không thôi. Có làm thì Du phải ăn như vậy thôi. Mình đang hỏi mà làm gì mà căng dữ vậy ta? Tại vì mình đang muốn kiếm chuyện với Quân, Quân khác ít quá, Du không phải khác nữa đi. Thôi. Đó, em ready rồi đó. Yeah, ready rồi. Bây giờ nãy giờ cũng được mấy tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ chắc là cái nồi của mình đã chín rồi đó. Không, Quân nghĩ cái nguyên cái đó nó mà chan cơm vô ăn cũng ngon. Dạ. Ủa sao mà đã em được nước súp rồi hả? Dạ đúng rồi, em đã chuẩn bị sẵn một nồi nước súp cho mình rồi nha. Bây giờ em Bella giỏi quá, Bella thông minh quá. Vậy Bella còn chuẩn bị cái thôi gì chị Vân nữa? Hát bài gì Huế đi chị Vân. Huế hả? Thường chị Vân cũng hát về Huế cũng hay lắm á. Huế bài gì quên rồi ta? Thôi, mình nhớ cái câu chuyện mà mình đi cái chợ Đông Ba không? Chợ Đông Ba. Chợ Đông Ba người đông như ba vậy đó. Không, ý là cái chợ Đông Ba mà mình hát là cái gì quên rồi ha. Cái gì Huế của tôi á? Huế tình yêu của tôi. Đâu có đâu. Bài đó không hát sao quên rồi. Thôi, cho qua bài đó đi. Bài chị có hát bài tôi có người em sông núi người đó không thuộc. Ủa chứ bữa em quay cho chị là bài gì Huế ở sông núi lại Huế thương đó, bài thơ khắc trong chiếc nón em cầm trên tay ra đứng bờ sông, sông hướng nước chảy thuyền trôi ngược dòng, thuyền trôi lững lờ, thuyền trôi lững lờ em trao nón đợi và em trao nón gửi và em đợi hẹn hò và em hẹn hò. Ủa gì kỳ vậy? Mình tôi nhớ khúc ca tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế nam ai nam bằng mà sao thương thế dạng em đi về hòa tan trong Huế nghe tôi yêu thương Huế ơi. Huế ơi, đổi ra cái màu đã cho chị. Đẹp quá rồi. Ủa xí nha, còn cái này là cái gì? Dạ, bây giờ em bỏ vô đó chị. Ủa gì đó hả? Bây giờ hả? Hay là em quên gì? Nghi quên quá. Bây giờ tập trung nghe hát quá. Xin quý vị ơi, quý vị hãy nhìn đôi đũa này là đôi đũa mua ở mẹ đã mua và lần trước đã bị gãy. Cho nên mình phải rất cẩn thận, mình phải cẩn trọng khi dùng đôi đũa này. Quá, em thấy cái đũa lạ quá gì trời. Đó đúng rồi, cái đũa xịn lắm á, xịn mà mới gắp cái gãy đũa đó. Đũa xà cừ. Bây giờ mình phải rất là cẩn thận nha, mình cầm phải khéo léo như nè. Đó, cầm như vậy là người Huế nè, người Huế là sao? Là thể hiện sự cung đình của Huế. Quân có ăn món cung đình của Huế chưa? Cầm vậy món cung đình của Huế ăn tới chừng nào mới xong cái tô bún bò Huế vậy? Đó, ha, bắt đầu. Mình phải, đó, mình kiểu Huế mà. Kiểu Huế bỏ vô. Mình phải cung đình, đúng mình phải tư nha, đáng lý, quỷ đáng lý là mì vẫn hôm nay phải bần cái áo dài mà nấu. Đó. Chẳng phải mà sẽ xí như là cái cổ kia. Đúng rồi ha. Huế mình mặc áo dài tím, mình nấu, mình đội nón lá bài thơ. Nói thôi chứ béo lá bần đô ní rửa đó. Nhưng mà cô ấy rất là dịu dàng, đẹp ná, hiên diệu. Một con kiện bo quá cũng làm của sờ. Rúng sờ. Em sờ, anh ơi. Một cơn giỏ hoàng quá cục la. Em cũng sợ. Em sợ lắm. Con chiên sợ trớn. Con chiên con gì cũng sợ.
Xôi kìa. Hỏi chi? Bây giờ em chuẩn bị tô bún nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Chị Vân ơi, tới. Chị Vân có thể hô biến ra cho em cái tái nạn lúc nãy. Dạ dạ dạ, 1 2 3 hô biến thôi. Không. Mình có nô tỳ mà. Nô tỳ xấu ra đâu rồi. Nô tỳ ơi. Mommy. Nô tỳ. Mommy ơi. Nô tỳ đâu rồi? Nô tỳ ơi. Em mà kêu mommy nô tỳ mà mommy không cho tiền mình đỏ. Thôi được thôi, rồi. Bây thôi giờ chị làm nô tỳ đi. Rồi. Trời ba đi một cái nhớ không khí nó yên tĩnh quá Bella. Đúng rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi đó Bella. Thôi bây giờ mình thể hiện tình cảm đi Bella. Sorry anh nó... Múc đi. Ủa, vậy trời hả? Ơi tôi thể nó hiện cái tình cảm rồi hả? Tôi xuống rồi hả? Tôi thắt cái nơ cho nè cho nó nhõng nhõng lên chút cho nó đẹp dạ. Hiểu không? Trời ơi dạ, tóc gì mà hả? Trời tôi thấy có thịt không à. Mà làm giống như là đám cưới vậy. Thấy hai người tình tứ với nhau quá đó. Hai người nào là cày đầu với nhau. Sao chị cũng hát bài tèn 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 tèn. Tại vì thấy hai người tình tứ quá đi. Ok. Rồi em muốn gấp cái gì chị sẽ gấp cho em. Chị tái. Đúng rồi chị Vân. Gấp cho em mỗi thứ một tí xíu hết ha. Rau đi rau bây đi. Bây giờ rau em đi. Sẽ bắt đầu em lấy cái đầu bún bò của mình nhé. Thịt bò tại gân tải. Ủa gân không có tải, gân là chỉn này. Thịt bò chỉn là bắp. Bây giờ em sẽ nêm vô đây à. Một tí nước mắm, một rồi. Tí bột nêm. Có em bỏ vô đường phèn rồi. Oh yeah. Dạ. Một tí nước mắm, một tí bột nêm. Dạ. Nhưng mà đặc sản của bún bò Huế là mình phải nêm cái gì nó mới ngon. Dạ. Bột ngọt. Bún bò Huế có một cái loại nữa đó. Không hai mai ăn nè. Cái này á là bún bò Huế kali nha mọi người, chứ thật sự ra đúng bản chất của bún bò Huế á là nó có thêm cái gì chị Vân biết không? Gì cưng? Chả cua. Dạ đúng rồi. Nó phải có chả cua, có huyết nữa không anh Quân? Em ơi không, mình không. Có cho rau vô không? Dạ có. Bỏ bên này ha. Một tí xíu rau. Bún bò Huế là có chả cua nè. Có thịt heo, có huyết nè. Có thịt heo nữa nè. Không, để nói bún bò mà làm sao có thịt heo? Có, bún bò Huế có thịt heo. Kỳ gì? Ừ. Có, bún bò Huế có thịt heo nè. Bún bò Huế có thịt heo, có giò heo nè. Mình đã thay thế thịt heo bằng tái rồi đó chị. Ừ. Ồ yeah. Bởi vậy mới có cái tên là ai ăn bún bò giò heo. Đó. Ai ăn bún bò Huế không? Mị Vân bạn cho một tô 10 đồng. Với nhiều tình yêu thương và bài hát sẽ gửi tặng đến quý vị. Hát nữa hả? Hát rồi, đi xôi, Đông Quân. Xôi. Đông Quân ơi, Đông Quân hát đi. Mình có bỏ cục này vô đi ha. Dạ, đúng rồi. Đá xôi luôn. Chị bỏ, có mình có bỏ mấy cái miếng hành này vô. Chút xíu, mình trong. Em sẽ chan nước lèo lên, xong rồi mình sẽ bỏ cái hành với nồi lên nha. Nêm như vậy. Dạ nêm rồi anh. À, nghi quá. Cái gì cũng nêm hết thầy. Hồi nãy nhớ thắt cái nơ xong mà sợ quên đó. Quên luôn phải không? Ừ. Bây giờ là cái giờ phút mà hạnh phúc nhất của hai cái người này. Nhưng mà cái người này mới là hạnh phúc, còn cái người này thì không có hạnh phúc lắm. Không, thấy đẹp là ok rồi. Kính thưa quý vị, món bún bò Huế của bếp nhà bà Tám tại Cali, tại kênh AV Cali sẽ sắp sửa có mặt với quý vị. Và Đông Quân hy vọng rằng món bún bò Huế này quý vị ăn, quý vị sẽ cảm thấy hài lòng chứ không phải thất vọng như có những món ăn mà Đông Quân đã nấu trước kia. Ở nhà nấu rất là đẹp nhưng mà ăn vô cũng hơi xỉu xỉu một chút. Đông Quân nấu cái gì cũng nói là Đông Quân nấu ngon nhất hết á. Mà Đông Quân nấu lên không có ai dám sử dụng cái món đó hết á. Kỳ ghê luôn á. Thấy chưa? Đông Quân thấy chưa? Cái con đó nó còn mê luôn mà. Dạ. Trời xong. Ơi xong rồi nè. Xong rồi hả? Tên là đàn. Sao ít nước quá vậy? Bún bò Huế sao bèo? Cho miếng nước nữa đi. Sao gọi là keo thiệt nhiều nước hả? Trời Quân ơi chưa có gì mà thơm quá Quân. Đúng rồi. Vừa mới cầm cái tô thôi mà Mỹ Dân đã hửi được cái mùi rất là thơm. Thơm mùi của cái mùi xả nè. Cái mùi
xả nè ha, rồi mùi mắm ruốc ớt nè ha, đặc trưng bún mò Quế là cái, rồi, cái mùi mắm ruốc rất rút. Là thơm luôn quý vị. Đây nè quý vị, đây nhìn thử coi rất là thơm luôn, bốc khói luôn. Wow, thơm. Bây giờ thì mình mời người phụ nữ đã tốn kém rất là nhiều cho chương trình ăn thử không? Thôi hình như là cô ấy trốn rồi, trốn cách rất nhiều nơi. Cô ấy đã đi về nơi xa rồi. Và cô ấy đang bắm điện thoại cạch 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 nói chuyện với bố người yêu rồi. Đó. Cho nên thôi ba đứa con lạc loài này. À, mình giới thiệu cái món bún bò Huế thôi. Mình sẽ gửi cái này vô đi. Rồi xong rồi cái mình sẽ để một cái này ở đây thôi. Đó, mình sẽ để cái này ở đây và mình để cái này ở đây. Dạ đúng rồi. Đó. Rồi. Quý vị. Thôi mình chụp tấm hình làm kỷ niệm đi trời. Đúng rồi. Đúng không? Ba đứa mình selfie một cái đi. Đúng rồi, selfie. Selfie một cái đi. Nha. Ủa kỳ vậy? Xong rồi đó hả? Xong rồi đó. Ờ xong rồi. Chụp rồi đó. Ơi. Mình xịt miếng tiêu vô nữa ha. Dạ kính thưa quý vị ơi, giờ... lắm rồi đó. Bây giờ mình phải chụp hình chứ. Thôi mình phải chào quý vị đi, mình mới chụp hình chứ. Chào đi. Quý vị ơi, cái món bún bò Huế ngày hôm nay do cái người mẹ của Mỹ Vân là Nô Tì Ngọc Dân. Ừ. Và cái người nấu đó là nữ gì? Nữ đầu bếp xinh đẹp đeo la và hai người làm coi như là phá vỡ nhoi nhất bếp. Nhoi nhất bếp này đã hoàn thành xong. Nhoi quá nhoi luôn, làm em quên hết rồi. Quên hết nhưng mà có hai người nhắc, cho nên là bây giờ cái món bún bò Huế đã hoàn thành rồi. Quý vị hãy nhìn xem những cái cách nấu mà của bếp nhà bà Tám rất là đơn giản, rất là dễ và quý vị nào cũng có thể nấu được. Và bây giờ Mỹ Vân, Đông Quân và Bella xin cảm ơn quý vị, cũng như là xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái món ăn tiếp theo.